23 tháng 11 là ngày di sản văn hóa Việt Nam. Phóng viên Sống Mới đã tìm về với Hải Dương, vùng di sản trù phú ở Bắc Bộ, nơi có tinh hoa gốm Việt, mảnh đất khởi thủy của dòng gốm Chu Đậu nức tiếng mấy trăm năm, và để gặp gỡ với nghệ nhân được mệnh danh là đôi bàn tay vàng của gốm Chu Đậu, nghệ nhân Trần Thị Ngàn. Là nữ nghệ nhân hiếm hoi được công nhận là nghệ nhân vẽ gốm tay, từng tham gia nhiều sự kiện hội chợ tinh hoa làng nghề trong và ngoài nước. Nghệ nhân 8X này là thế hệ kế cận xứng đáng để bảo tồn tinh hoa làng nghề truyền thống Việt Nam nói chung và dòng gốm Chu Đậu nói riêng. Xưởng vẽ gốm Chu Đậu, nơi nghệ nhân Trần Thị Ngàn, tổ trưởng tổ vẽ, vừa sáng tạo, vừa hướng dẫn cho những người thợ vẽ trẻ đang say sưa học hỏi những hoa văn tinh túy ông cha để lại. Công việc của chị mỗi ngày là nghiên cứu cùng những nghệ nhân của công ty cổ phần gốm Chu Đậu phục chế các hoa văn cổ đã gắn liền với dòng gốm này như hoa sen, cá chép, hoa cúc, phù dung, mẫu đơn và những cảnh làng quê Việt Nam xưa. Cùng với đó là sự sáng tạo các tác phẩm mới thông qua các cuộc thi vẽ gốm hàng năm. Say sưa từ những ngày đầu khôi phục lại nghề gốm trên chính quê hương Chu Đậu, Nam Sách, giờ đây nghệ nhân Trần Thị Ngàn đã trở thành đôi bàn tay vàng truyền lửa nhiệt huyết cho các thế hệ kế cận. Xin chào nghệ nhân Trần Thị Ngàn ạ. Chị đang vẽ cái gì đấy ạ? Và chị có thể giới thiệu với khán giả về cái chiếc bình mà chị đang sáng tác này được không? Tôi đang vẽ đây là chiếc bình hoa lam. Bình hoa lam này thì rất đặc trưng là của gốm Chu Đậu. Còn bên cạnh đây là chiếc bình tỳ bà. Thì bình hoa lam này và bình tỳ bà này là một cặp âm dương. Chị đã học để trở thành một nghệ nhân vẽ gốm như thế nào? Tôi sinh ra thì ở ngay làng Chu Đậu. Nên là từ lúc bé là đã được các cụ già trong làng là nói chuyện về những cái mảnh gốm mà khi người dân xây nhà đã đào được những cái mảnh gốm cổ, và cũng biết được là trên quê hương mình có một cái nghề mà bị thất truyền từ lâu. Khi đấy thì có thầy Hạ Bá Định là nghệ nhân, thầy có về đây thì ngay từ những ngày đầu là thầy dạy cho những mình biết cách làm gốm và cái quy trình mình làm như thế nào để ra một sản phẩm gốm. Và cũng từ đấy thì mình biết về cái nghề gốm thì mình cảm thấy yêu cái nghề gốm này hơn. Khi làm nghề thì cũng do cái hoàn cảnh thì cũng đã có thời điểm là mình không làm ở đây nữa, mình đi làm cái công việc khác. Thế nhưng mà cũng không sao, không hiểu sao là cứ thôi thúc mình là nghĩ về cái nghề này, nên là lại một lần nữa quay lại để làm nghề. Đến giờ khi nói đến gốm Chu Đậu thì chúng ta đều biết đấy là một cái dòng gốm có tuổi đời hàng trăm năm. Thế nhưng mà ngược dòng thời gian trở về khoảng độ gần 20 năm trước đây, khi mà những người thợ như chị lần đầu tiên là mình hồi sinh rồi học nghề và đưa gốm Chu Đậu trở lại có một cái sức sống như bây giờ ấy, thì cái điều gì là cái điều khó khăn nhất trong cái thủ ban đầu ấy? Cái nghề làm gốm là phải tỉ mỉ này, chịu khó này, và bên cạnh đấy là phải rất yêu nghề. Đòi hỏi là cái thời gian mình bỏ ra là phải tương đối nhiều, và quan trọng nhất là vẫn phải cái đam mê. Chúng tôi biết là chị đã từng đại diện công ty và trở thành nghệ nhân gốm mà trực tiếp trình bày cũng như là biểu diễn những cái tinh hoa của gốm Chu Đậu ở trong cái hội chợ thủ công truyền thống có rất nhiều nghệ nhân đến từ nhiều nơi trên thế giới. Gốm thì nhiều nước có, thế nhưng mà khi mà chị thấy cái người nước ngoài ấy, người ta tiếp nhận, người ta thích thú với những cái điều gì nhất ở cái sản phẩm gốm Chu Đậu của mình? Gốm Chu Đậu mình cũng không phải bây giờ mới có trên thị trường quốc tế, mà trước đây thì cái dòng gốm cổ của mình đã có rồi. Họ thích cái sản phẩm của mình bởi vì là ngay trên một cái sản phẩm của mình thôi thì nó đã mang đầy đủ những cái tinh hoa văn hóa của đất nước con người Việt Nam. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai là những cái sản phẩm mà của mình làm ra thì cũng không riêng gì của một người là thợ vẽ, mà ngay từ cái khâu đầu tiên thì đã mang hết những cái tình cảm của các anh, như là các anh tạo ra hồ này, xong đến các anh tạo mộc, xong dần dần mới đến thợ vẽ khoác lên cho sản phẩm một cái họa tiết hoa văn nào đấy phù hợp với cái dáng bình dáng nọ, và cuối cùng là các anh phun men và lung đốt. Sản phẩm gốm Chu Đậu được phủ một lớp men, tức là men cho chấu, đấy là cái nét rất đặc trưng.
Và cái men của mình lại là men dạng rất đặc trưng. Với một nghệ nhân như chị thì còn cái điều gì trăn trở trong cái việc là mình sẽ truyền dạy hay là mình sẽ song song cái việc bảo tồn và phát huy những cái giá trị của gốm Chu Đậu? Bản thân chúng tôi là những người thợ lành nghề, những người nghệ nhân, những đàn anh đàn chị đi trước thì luôn luôn là hướng các em đấy là đến học cái nghề, không chỉ mang cái thu nhập hoặc là mang cái đáp ứng cái điều kiện sống của mình, mà đây là còn cái nghề mà mình duy trì được cái nét văn hóa tinh hoa của đất nước con người Việt Nam. Một cái sản phẩm này thì mang đầy đủ những cái tâm tư, là những cái tình cảm của một người thợ đưa vào nghề gốm, cũng như là lãnh đạo công ty thì cũng vẫn khi thi thoảng trêu chúng tôi là nếu như hôm nay mà chị nào đấy có chuyện buồn thì có khi là cái nét vẽ của mình nó cũng không được đẹp, nhưng mà nếu như hôm nay ở gia đình nhà mình hay là gì đấy mà mình có chuyện vui hay gì đấy thì có thể là những cái nét vẽ của mình nó sẽ trau chuốt hơn, đẹp hơn. Ngàn có thể giúp tôi là thử đóng vai người thợ vẽ trong vòng là một ít giây thôi, để xem cái cảm giác chạm vào một cái dòng gốm mà mấy trăm năm nó sẽ như thế nào, được không? Và trước hết là chị chấm mực vào đây. Đúng rồi ạ. À đấy. Thế này rất giống tô màu đúng không ạ? Nhưng mà tô làm thế nào mà cái mực này nó phải đều? Và nếu như mà khi mình vẽ cái mực nó không đều thì quá trình mình lung ra, đây là cái sản phẩm mộc thì có thể nhìn không rõ lắm. Thế nhưng nếu mình lung ra thì nó lại càng rất rõ luôn. Khi mình vẽ xong hoàn thiện này, xong mình phải chỉnh sửa, sau đó mới cho ra để phun lên để lung. Cảm ơn chị Ngàn rất là nhiều vì ngày hôm nay là đã giúp cho Trang là có thể thỏa được cái lòng mong muốn là mình sẽ thử cầm chiếc bút lông này, mực như thế này và vẽ lên một cái sản phẩm gốm cổ nó sẽ là như thế nào, tuy rằng không được đẹp lắm. Một lần nữa thì cảm ơn chị Ngàn đã dành cho Sống Mới cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, và hy vọng rằng là những cái tác phẩm của chị sẽ đến được với đông đảo những người yêu gốm hơn nữa, không chỉ trong nước mà cả ngoài nước. Một lần nữa xin cảm ơn chị.